Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2023. Bên nhà hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm súp điện súp bãi 40, một dòng thương hiệu của Party House cho các bác nhé. Đấy, rất là nổi tiếng. Dòng này thì nó hàng gọi là đẳng cấp rồi. Hàng nội địa. Đấy, hàng Party House nó là hàng nội địa của Trung Quốc cho các bác nhá. Đấy, bãi xịn luôn. Và những cái quả súp như này thì hàng mới nó rơi vào tầm 15 triệu một quả nhé các bác nhé. Đấy, rơi vào tầm 15 triệu một quả. Nhưng mà riêng hàng bãi thì các bác mua thì cũng rẻ hơn được rất là nhiều nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em về được có 2 quả thôi. 2 quả này thì nó chung là nó đẹp, gọi là rất là xuất sắc. 2 quả này được sản xuất đời 2016 nhé các bác nhé. Đấy, 2016. Mà thùng vách của nó còn rất là đẹp như này nhé các bác nhé. Đấy, tất cả góc cạnh của nó này, đẹp quá, nét căng luôn. Đấy, đây em đã tháo sẵn một quả rồi. Đây là cái phần nội thất của nó. Đấy, nội thất con này này em sẽ zoom nó linh kiện cho các bác xem những cái linh kiện bên trong này. Đấy, linh kiện rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng hãng thì các bác cứ yên tâm là tất cả những cái chân này này nó đều có đổ keo trắng hết nha các bác nhá. Đấy, làm rất là kỹ càng luôn. Đấy, chân này này, đấy những con tụ này đều là tụ của Nhật hết nha các bác nhá. Đều là tụ Nhật hết. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đấy. Nguồn đây. Đấy, nguồn to luôn. Đấy. Cực kỳ là to, chất. Đấy, thùng gỗ cực kỳ chắc chắn nha các bác nhá, thùng gỗ. Đấy. Ở đây em sẽ quay cho các cái thông số đằng sau của em nó. Đấy, thông số đằng sau nha các bác nhá. Đây, mã model này. Và những cái quả súp như này thật sự các bác hiện tại ở trên thị trường bây giờ cũng rất là ít, vì là chưa có hàng bãi mấy, vì hàng rất là chất lượng. Khi người ta dùng những cái quả súp, những cái quả hay thì ít khi người ta bán lắm nha các bác nhá. Đấy, đây là thông số của súp. Đấy, hàng thương hiệu của Party House và mã của nó là SUB15VK. Con này thì đánh giải rất là sâu luôn, từ 35 hẹt nha các bác nhá. Đây em sẽ quay cho các bác này. Đấy, đánh từ 35 hẹt này đến 300 Hz này, rất là sâu và rộng luôn. Đấy, và độ nhạy con này cực kỳ là nhạy 100 dB. Đấy, công suất là 500W. Hàng chính hãng thì bao giờ có những cái tem ở bên sườn, các bác để ý những con vang nha các bác nhá. Con vang nó đều những có những cái tem như thế này. Đấy, và tem QC. Đấy, chống hàng giả hàng nhái các bác nhá. Và dưới này sẽ có một cái mã vạch. Đấy, nó sẽ ghi là P1608 là SUB15VK này, 004 này. Đấy. Đây là cái đuôi, mã con này là mã 004. Đấy. Và con này em xem con này xem nào. Em có 2 con này mã bao nhiêu, đuôi bao nhiêu? Con này 003. Đấy, một cặp mà sư đi liền kề luôn các bác nhá. Đấy. Sư đi liền kề. Đấy. Các bác nhìn này, cực chất luôn. Có nghĩa là con này thì cái mã này nó là mã cái nô này nó sẽ sản xuất là 4.000 quả. Đấy. Đấy. Con số này con số 1.000 à. Xin lỗi các bác, đây nó là 9.000. 9.099. Đấy, con 4.0 thì con này là đứng xếp thứ 4, thứ 3, thứ 4 này. Đấy, gần đứng đầu luôn. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ ra là 000 xong rồi 1 2 3 4, thì con này nó là số 34 rồi. Đấy, dần dần sẽ sản xuất nhiều, nó sẽ lên cái chỗ hết cái số đầu không này. Đấy. Và con này thì đây là nó có 2 nút nha các bác nhá, sử dụng rất dễ. Tín hiệu đầu vào các bác có thể, nếu mà cắm đường hoa sen các bác chưa một đường thôi nhá các bác nhá, chưa một đường. Đấy. Một đường rắc hoa sen là cái đường đỏ thôi. Đấy. Còn nếu mà rắc ca lông thì các bác nhá. Ca lông thì các bác chưa cái đường này. Đấy. Cá đông chưa đường này. Đấy, còn không thì hoa sen chưa đường này. Và con này nó sẽ có chế độ đảo pha các bác nhá, từ 0 đến 180. Đấy. Đúng volume này, cắt này, cắt các bác có thể chơi cắt từ 40 hẹt đến 120, thì các bác cắt ở đoạn nào cắt, nhưng bình thường thì em khuyên các bác cắt từ 50 đến 60. Đấy, thì tiếng bát nó đánh rất là mềm. Đấy. Nhưng mà con này thì các bác cả cắt xuống 40 đánh tiếng vẫn sâu và mềm, cực kỳ là dễ nghe, không nó không bị tức tai. Đây, thông số điện này điện 220. Đấy, mắc của nó là 700W các bác nhá. Đấy, thùng gỗ cực kỳ chắc chắn, nhỏ gọn xinh xắn và đánh thì rất là hay.
Đấy. Sau đây em sẽ cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn chưa? Khi cái chân của nó nhá, chân này của nó này. Chân này của nó có cái để chân nó cực kỳ nó mút luôn. Đấy, nó cảm giác như nó như là nó hóp vào đấy, các bác đặt dưới vậy là nó hút chặt luôn, không thể di chuyển được cái quả súp này, đánh càng êm càng sâu. Đây là quả bát của nó nhá các bác nhá. Đây. Bát con này thì từ nó bình thường thôi nhá các bác nhá. Từ 18 và côn 76 nhá các bác nhá. Đấy. Hàng hãng xịn này bao giờ các bác nhìn nó rất là khôn. Đấy, những cái nâm châm này nó cắt nhá. Cực kỳ là chi tiết luôn, không bị via. Cực kỳ là sắc nét. Đấy các bác nhìn này, đường keo của nó này. Đấy, nét căng luôn. Đấy. Đây là bên sườn nó sẽ có luôn một cái chữ nữa. Đấy. Đấy, cái mã của nó sẽ ghi là P1608SUB15WB004. Đấy, các bác nhìn chưa? Bát mới lại thùng đi cùng với nhau nhé các bác nhá. Đấy, cùng mã luôn. Đấy, không cần đạch được đi đâu cả, và trên nó sẽ dập một cái chữ chìm. Đấy. Đây côn đây, em sẽ cho các bác xem côn đây. Đấy, côn đây nhé các bác nhá, côn 76. Côn nhận của nó này, tất cả này đều là zin hết, nguyên zin hết, cam kết cho các bác như vậy. Cam kết các bác là nguyên zin hết. Đấy, không có một tí gọi là sửa chữa gì cả. Đấy. Các bác nhìn chưa? Con này thì gân nó là gân dòng gân vải tẩm dầu nhá, gân vải tẩm dầu các bác đánh gọi là 5 đến 10 năm không phải suy nghĩ nhá, không giờ sợ bị rách gân cả. Các bác chịu khó các bác dưỡng, nhưng con này còn rất là mới. Đấy, sờ nó vẫn dính này. Đấy, gân 3 sóng. Gân 3 sóng thì đánh tiếng bát cực kỳ là mềm. Đấy, cực kỳ là mềm và sâu. Và cái màng của nó cũng vậy, nó là màng gân sóng nhá các bác nhá, màng gân sóng. Đấy, đánh thì độ đàn hồi rất chi là tốt luôn, màng của nó đấy, độ đàn hồi rất chi là tốt. Đấy, vì nó là màng gân sóng. Đấy, tiếng ra cực kỳ là sâu và mềm. Đấy. Tất cả thùng vách còn rất là đẹp. Đây em sẽ test thử cho các bác một con để các bác nghe nhá. Đây. Các bác nghe thì các bác mới cảm nhận được là cái độ hay nó đến như thế nào. Đấy. Đấy, em đánh tí ra kia ngoài tôn ngoài rung hết lên nó phé hết tôn rồi. Đấy. Bác nhìn chưa? Đấy, tôn đấy. Các bạn nhìn này. Nghe tôn chưa? Đấy. Phè đấy. Đấy, bác nhìn cửa chưa? Đấy, đánh rất âm, rất là sâu và rộng luôn nha các bác nhá, cực kỳ là sâu và rộng. Đấy, riêng cái quả súp là các bác chơi phòng 40-50 mét vuông thì không phải nghĩ luôn. Đấy, các bác có thể chơi vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Những quả súp này đáp ứng được cho các bác hai yêu cầu luôn, nghe nhạc và hát karaoke đều phê. Đấy, vì những quả súp này nó là hàng súp hãng của nó, đánh tiếng cực kỳ là mềm luôn, rất là dễ nghe. Các bác nghe nhạc, các bác mở bia thôi nghe cũng rất là phê, nó không bị gọi là tức tai. Đấy. Đấy thì bên em đã giới thiệu cho bác về những cái dòng súp điện, thì bên em không có nhiều, đợt này em về có 2 quả mà hàng này cực kỳ là hiếm đấy nha các bác nhá. Khẳng định cho các bác là bao hay cho các bác luôn, riêng về những dòng súp này cam kết cho các bác không hay không lấy tiền. Và hiện tại cái quả súp như này, súp điện đẹp như này, chất như này, bên em đang bán ở mức giá là 7,5 triệu nhá các bác nhá, 7,500,000 một quả. Và bác nào chuyển khoản hết, bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác. Đấy, còn các bác đặt cọc, bên các bác sẽ chịu tiền ship. Đấy, khẳng định cho các bác là bao hay luôn, không hay không lấy tiền. Đấy. Còn giá mới của nó thì nó sẽ rơi vào 15 triệu một quả. Có sẽ có hàng hãng luôn mà không giá mới bây giờ ấy. Hình như là bây giờ dòng này nó cũng không sản xuất rồi sao ấy. Chắc là hết rồi sao ấy. Đấy. Nên các bác chỉ chơi được hàng bãi, nhưng khẳng định các bác là rất là hay. Hay hơn cả súp 3G luôn nha các bác nhá. Súp 3G các bác chơi rồi các bác sẽ biết rồi đấy. Đánh lên rất là, đánh to rất là phè luôn. Nhưng mà riêng con này các bác đánh to nó không giờ bị cái tiếng phè. Thế thì giá em đã báo sẵn cho các bác rồi nha. Các bác nào mà ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng số 247C đường Ngô Quyền, phường Ái Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Và bác nào ở xa thì cần thông tin về chi tiết sản phẩm thì các bác ép số Zalo cũng là số điện thoại của em, và Facebook cũng là số điện thoại. Đấy, tài khoản cũng là số điện thoại luôn. Và cần liên hệ thì các bác gọi cho em vào số 0955778338 và 0937343356. Thôi, cái video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Bình Nguyễn.
và bên em còn rất là nhiều những cái mặt hàng để cho các bác được tham khảo. Đấy, rất là nhiều luôn, vang, mic và đẩy. Đấy, cực kỳ là nhiều. Đấy, đa dạng những mặt hàng để cho các bác lựa chọn. Thì các bác nào xem mình nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video, những cái mặt hàng mới nhất ở bên em được đăng tải hàng ngày cho các bác. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.